kính đi nhìn cái này luôn. Hello mọi người. Rồi ai thích xem hàng rẻ hàng đẹp thì cứ lại xem like cho em nhé, cho chị Uyên nhé. Cho nó nha. Chào mọi người. Chào chị Oanh. Chào chị Oanh nha, chào tất cả mọi người nhá. Chào chị yêu của em. Chào Phủ Thủy nha, chào mọi người nhá. Chào chị Ngọc ạ. Chào mọi người nhá. Có ai thích sắn hàng rẻ không ạ? Hôm nay thì em sẽ lái áo len nhá. Áo len với lại em có vài cái áo khoác nữa. Có mấy cái áo khoác nữa. Đợi mọi người vào đông đống một tí nhá. Áo em đang mặc đấy có giá lắm. Chào Nguyễn Bá Nga. Chào mọi người nhá. Em có bản gà set này nhá mọi người nhá. Ai thích thì gửi inbox cho em nhá. Áo len hôm nay áo len về cũng rất là nhiều. Với là hàng cũ. Em cũng có hàng cũ để em xả hàng cũ luôn á. Có cái mũ điều điều thì không em ạ. Áo len hay là gì hay? Áo len thì nhất không có điều mà chị ạ. À có chị ơi. Có mấy cái kiểu mà trễ vải này này rất là đẹp luôn. Chị Huyền mặc chắc là đẹp đó. Chào mọi người nha, hôm nay ít người nhỉ. Có mấy cái kiểu như thế này gì này. Chào chị Ngọc nhá. Có mấy cái kiểu như này gì này. Nó trễ vải ấy. Ái lấy áo len này, áo len này là 220 á mọi người nhá. Em có màu đen cả màu em đang mặc đến người đấy. Nếu mà chia sẻ lại thì chỉ còn 180.000 nữa ạ. Chị có một đứa trẻ vải. Có cái kiểu trẻ vải Givenchy này này, đẹp lắm chị ạ. Áo len em đang mặc là có giá là 220.000 mọi người chia sẻ thì con 180 nhá. Gì nhờ? Con chia quần này là có giá 150 mà em xả con 101 nhá. Quần cũng rất là đẹp luôn ạ. Mọi người thích hàng gì không ạ? À, em có một áo khoác này này, có mấy cái áo khoác bomber này này. Em xả luôn. Hôm bữa em ăn 250 vậy. Em xả luôn là 150 nhá. Em xả luôn 150 nhá. Ai lấy thì comment mẫu khổng mô giúp em ạ. Chất dày cực kỳ luôn nhá. Chất dày nhá. 150.000 ạ. Có khóa là xinh luôn. Để em xem có 3 cái như vậy. Ái lấy mẫu quá, ái lấy áo khoác này không ạ? Mặc xinh cực kỳ luôn ấy. Ân áo ní mới về chị ơi, áo ní mới về chị ạ. Áo ní mới về chị ơi. Bữa em bán bữa shop bán 250, mà bây giờ em xéo con 150.000 nhá. Xinh không? Chất dê cực kỳ luôn. Ai lấy thì để lại mã không mua chèm nhá. Em không chưa, em có màu xanh này, màu xanh thán gì nhá. Em có màu nghe rồi màu xanh thán. Rồi ai lấy màu này không ạ? Ai thích đồ kiểu gì không nhở? Mũ này đẹp mà mới không lấy à? Gì nhở?
kính tôi mượn tí mi đéo vô nhìn mặt đều béo kính đó lắp trong rồi. mọi người thích xem đồ gì không ạ? Bữa nay tương tác ít quá. Hello. Hello hello. Ôi. Áo này 150.000 á, lấy thì để lại mã 01 cho em nhá, đẹp quá nhá. Ờ bán đồ luôn. Cái gì bán được có tiền thì bán thôi. Cứ thân bán không trừ người, bán không ai mua thôi. Còn lại là cái gì cũng bán hết. Áo khoác này xinh mà. Đúng không? Chất dày lắm. Chất cái chất này. Chị chuyển mẫu chị ơi. Không ai lấy áo này à? Áo này không ai lấy à? Áo này xinh mà rẻ mà. Ôi, áo này xinh mà rẻ mà không ai lấy à? Wow. Thôi để cho em mà cũng được. Thật. Thật sự luôn. Áo khoác em bán 150.000. Con có vài cái thôi. Áo khoác cũng còn có vài cái thôi. Cái này cũng 150 nhưng mà đằng sau có logo nhá. Có logo con mèo logo si nhá. Cái này là đằng sau có logo luôn ạ. Cũng là 150.000 luôn nhá. Màu kiểu bộ đồi nhá. Đấy, xinh lắm. Áo ni đang mắc đó. Áo len nhá, áo Huế đang mặc trong người là áo len nhá. Áo len này là 220, chia sẻ có 180. Mọi người chia sẻ đi em bán áo này giảm 150.000 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em này nhá. Đây, khóa cũng rất là chắc chắn luôn nhá. Cái này không có cái set đơn trước như thế này nhưng mà đang xấu hổ của con mèo như thế này này. Rất là xinh luôn. Áo này thì để lên mã 02 cho em nhá. Em gửi rồi chị ơi, em gửi rồi cho chị nhá. Hôm nay có rồi mà chị nhờ. Hôm nay hàng tối nữa rồi mà. Nhưng mà sao đây người ta chưa phạt nhờ. Rồi mã này là mã 02 150.000. Mọi người lấy thì mọi người chốt luôn nha em áo này nhá. Áo này xinh mà, áo này là màu đồ nhá. Đằng sau có đến này. Bên ngoài em nói thật là cái chất như thế này nhá. 280 với là nói chung là đắt. Trên 200 kìa. Trên 200 kìa chứ không có giá là 150.000 mô. Nhưng mà áo khoác này. Cảm ơn chị Trúc nha, chào chị Trúc nhá. Chào chị Ngã, chào cả mọi người nhá. Mà áo này em bán với giá 150.000 là quá là rẻ rồi. Nên là ai lấy thì để lại mã 02 cho em nhá. Mở trước là mã 01 ạ. Hôm nay mọi người tương tác nha. Mọi người thấy em thì mọi người chào lại em một câu rồi ạ. Mọi người chào nhau một câu đi nào. Yêu xinh cực kỳ luôn mà không ai mua à. Ờ thế em đổi mẫu gì mọi người ạ? À? Chào chị Hín nhá, chào mọi người. Nhưng mọi người thấy em thì mọi người vẫy tay chào em cái. Chào chị Ngọc nha, chào mọi người nha. Mọi người thấy tại mọi người thấy em thì mọi người chào lại em cái để em biết mọi người còn tương tác với em. Mang bi chị ấy nãy chị lá cùng bi. Ố, mọi người thấy mang em kèm không? Chào Vân Anh nhá, chào Quỳnh Phương nhá, chào em yêu nhá. Chào chị Ngọc nhá, chào chị Ngọc, chào chị Huyền nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào chị Mỹ Linh nhá, hôm nay chị đặt chống nắng phải không chị? Chào tất cả mọi người xem mọi người chào nhau. Chào chị Tú Anh nhá. Đây ảo em đang mang có ai thích không ạ? Chào Thái Thị Duyên nhá. Chuyện màu á. Mấy màu này xinh mà không ai lấy à, thế luôn. Bóng bơ này có 150.000 thôi. Chào Nguyễn Thị Thủy Quỳnh, chào tất cả mọi người nhá. Rồi bắt đầu. Mọi người thích màu gì thì mọi người cứ inbox qua cho em nhá. Mọi người áo nhá. Mọi người cứ đồ mới cả mà chị, đồ mới tính con mát cả mà chị. Đồ mới tính, đồ mới mà chị ạ. À. Đồ mới cả nhá mọi người nhá. Không lẽ mọi người lại nhầm em là hàng thành lý. Áo khoác này chị này. Áo khoác này xinh làm gì à? Có 150.000 thôi. Đồ mới hết nhá mọi người nhá. Quần này có giá là 101 thôi chị ơi. Con mát, con tàng mát đầy đủ này chị này.
110.000 bữa em bán là bữa shop bán là 150.000 nhưng chị đấy chị hỏi là với em à giá bao nhiêu thì bán. Em có váy giá với là váy Fendi ạ. Hôm trước áo ni trong mấy em áo ni là áo len chứ áo ni là áo len nha. Em có hai màu đen và là màu em đang mặc nhá. Có giá là 220 em sale con 180 mà hàng này là hàng mới luôn nhá. Có chân váy này chị này. Có chân váy này chị này. Có chân váy này mặc đẹp lắm chị ạ. Mặc có 120 thôi, à 130 thôi này. Ôi mọi người thấy mang em láng không? Mọi người thấy mang em láng không? Chân váy phải đi đâu nhá. Ôi em để đâu rồi đấy? Để em lại áo lén này. Mọi người thấy mang em bị lác không? Mọi người thấy mang em lác không mọi người? Áo lén này này 120.000 mọi người ạ. Em bán một em sàng có 120.000 nhá. Chất dày dặn, chất cực đẹp luôn nhá. Toàn hàng shop tán mặc đầy đủ. 120.000 nhá, áo len. Rõ mọi người, rõ đúng không? Không không gò láng đúng không? Đấy. Áo len này mua đống rồi mọi người ạ. Vào mua lần nữa là lấy mọi người sẵn hàng lấy đi. Vào đâu mua này thì em đang bán rẻ là đông giá 120.000 cả. Có ai thích thích mẫu này thì lấy mã không bá cho em nhá. Chất lén rất là đẹp luôn này. Tất cả là hàng mới không phải hàng thánh lý nhá. Tất cả là hàng mới không phải là hàng thánh lý nhá mọi người. Mọi người để em nhá. Ai thích mẫu này không ạ? Em con cái này em con hai chiếc thôi, em xả con 120.000 ạ. 120 mà với áo này thì quá là rẻ luôn. Mọi người, hàng này là hàng em là hàng shop cả mà. Mọi người không thích mẫu nào à? Mọi người thích kiểu như là dàng như nào ấy. Có lén phóng rồng ấy mà, có lén phóng rồng một tí. Cái này là chất cũng có giãn mà. Cái này cũng có giãn mà, đúng không? Phóng rồng có thể đi xem. Có kiểu mới về đấy này. Chào mọi người nha, chào Hà Phương nha. Người chủ ban bí quá đấy mà tao gửi cho này. Này cũng là phóng dáng đẹp mọi người ạ. Thích không? Mọi người thích không? Mọi người thích không? Áo này 150.000. Mọi người thích em thử không? Mọi người thích mẫu nào thì mọi người cứ comment dưới này để em con biết chứ mọi người cứ im lặng mọi người xem rồi mọi người đi ra thì em làm sao em biết được. Đúng không? Mọi người ai cần em thử mẫu này không? Mẫu này là 150.000 nhá. Hàng này là hàng mới nhá. Cổ ống tay rất là đẹp. Cổ ống tay rất là xinh luôn. Có cổ cũng rất là xinh. Ôi. Đây, mặc vào đây. 150.000 nhá. Đóng thùng cũng rất là xinh luôn. Hàng em thực sự là coi là quá là rẻ luôn. Tại vì là em nhập từ xưởng là chất đẹp mà, chứ không phải là chất linh tá linh tinh em đem về rồi. Phải cũng không phải là hàng ốm lố đâu. Hàng em là hàng tròn mà. Không, hàng em không phải là hàng ốm lố này không phải. Ok, để thảo đi đúng không? Để đi đơn luôn.
cái này cũng có một chiếc thôi. Cái này xinh mà. Chào chị Hải nha, chào mọi người nha, mọi người thấy thì mọi người chào lại em một tiếng nhá. Đây là 150 nhá. Hôm bữa nó trúng là hàng đấy, đúng là hàng mới nhưng mà hàng tuyển tròn à, chứ không phải là hàng vớ vá vớ vẩn đâu. Nếu như hàng vớ vá vớ vẩn thì em cũng bao giờ bán nhá. Có một áo nỉ ní ơn, có một áo nỉ này phóng rồng này 90.000 em cho ra đi giả đẹp luôn này. Đâu đúng rồi. Chào Lương nha, chào chị Huyền nha, chào tất cả tình yêu nha, chào mọi người đang xem nha, mọi người thích hàng gì thì mọi người cứ comment dưới nhá. Mày gửi lô đát thì như đứng đang ở ngoài chị Thủy vậy. Em còn một áo này em xả rồi, giá là 90.000 luôn ạ. Cái là áo nỉ phóng rồng nhá, áo nỉ phóng rồng mọi người nhá. Đấy, sau còn chữ luôn nhá. Mọi người có thích? Em ơi, anh hỏi cái hỏi gì đâu không? Cái này nam hay nữ đều mặc đều được này. Chào mọi người nhá. Cái này là nam hay nữ cũng mặc được mà. Đấy, xinh cực kỳ luôn. 90.000 cho ra đi giả đẹp luôn, bữa là bán 150. Hàng này là hàng shop mọi người ơi. Mọi ai thích mẫu này không? Mọi người ai thích mẫu nào thì mọi người cứ comment ở dưới cho em đi. Chứ em không biết mọi người thích mẫu nào nên là em loan hết cả đâu luôn ạ. Khổ dữ chứ. Cũng không biết đường nào mà lăn luôn. Tàu dư yếu mí được không? Hồi trước thì đắng không yêu tao. Hồi trước thì không yêu. Hồi trước đắng không yêu. Có kiểu khác không ý? Áo phòng râm này có một kiểu thôi. Áo phòng râm này có một kiểu thôi. Áo mình đang mặc mấy tiết. Áo ta đang mặc là 90.000 mi ơi, rẻ mà. Hàng shop mà. Yêu ơi, em đâu có đẹp gái đâu, em đang còn sơ xấu đến nay. Em làm chị có đẹp, mong em đã sơ xấu đến nay. Chỉ mới nhìn á chốt nhánh ngon lè cho em nào. Á chốt nhánh ngon lè cho em mẫu này nào. Mọi người, á lời thì mọi người chốt 90 cá nhá. Chốt 90 cá, chốt công 90.000 cho em ạ. Kiểu khác, không phải đâu, mất tao có áo kiểu này này. Đẹp lắm, áo lén. Áo len mi ơi. Áo len này. Trời ơi, gú si này em định để mặc nhưng mà đẹp quá luôn. Thế luôn thật. Cái này là áo len nhá. Mặc cái này một trắng một cái áo dài thôi vậy đó. Một cái áo áo này cũng rất là xinh rồi. Đây. Trời ơi, đẹp quá. 150.000 cả nhà. Cái này là 201 đó. Nhưng mà xả con là 150.000. Ui, dạng áo len này, Gucci nhá. Đằng sau họ chữ Gucci đấy này. Em cảm ơn ạ. Mọi người hãy lấy mẫu này thì mọi người chốt 150.000 cho em nhá. Chốt còn 150.000 cho em ạ. Hay lắm. Trước thì tao yêu mi răng mi không yêu tao bây giờ. Bây giờ là hối hận trong ánh rồi. Yêu tao xấu rồi. Ảo này 150.000 ai lấy thì chốt cho em nào. Không ai chốt à? Thế luôn, ảo này mà không ai lấy là em để mặc này. Thật luôn, ảo này mà không ai lấy là em để mặc này. Màu chỉ lấy đâu bán về. Ma toan lấy mặc hết. Kinh khủng luôn. Tao trước ai biết mì dây thì đi. Biết là con người ai có cái dây thì mì. Trước tao vẫn thích mì đó. Yêu. Tóc em bị đầy cả rồi. Ai lên màu này không ạ?
Cái này là tầm 60 kg mặc vừa nha mọi người nhá. Em xéo có là 150.000 nữa dành cho những ai chia sẻ thôi nhá. Ai không chia sẻ thì em không bán đâu. Không hay. Bữa này đi làm một mối rồi Mỹ vừa này đi làm một mối rồi. Béo dài. Mọi người thích mẫu nào không mọi người? Em chuyển mẫu nhá. Em chuyển mẫu nhá. Em đềm ngay mẫu này ngay mà em mặc chắc chắn luôn. Yêu, bộ tóc xấu đấy. Cổ đi cổ lại. Thanh giá là không biết cái nào nó phải nào nữa. Cái này tôi cho nó đi nốt 80.000 này. Để em mặc em đóng thùng vô cho mà xem nhá. Yêu. Nhìn tóc già mán luôn ý. Rồi đóng thùng vô xinh không? Xinh không có 80.000 thôi áo giấy ạ. Xinh không? Xinh không? Xinh không? Xinh không? Này 80.000 này. Ai lấy thì chốt nhanh là 80 cá cho em luôn ý. Cái này là mình mặc lệch vai được hoặc là mình để lên đến đấy cũng được nè. Thế là mặc lệch vai thích hơn. Dạ em không đi chứ à? Chị không đi à chị Dũng? Chị không đi à? Thử để lại của áo xem. Đấy này. Để lại của áo thì nó cũng bình thường mà. Mình thích mặc kỹ nó mình học đi học cũng được. Hoặc là mình khi nào là mình mặc đi chơi ấy. Mình mặc đi chơi thì mình mặc lệch vai lên. Mình mặc lệch vai xuống. Thì rất là đẹp luôn. 80.000 chốt nhanh nào. 80.000 ạ. 80 cái cho tình yêu nào chốt nhanh cho em nhé. Chi quản không ai. Em có bán vậy rồi em mắc. Có chứ ơi. À, vậy đen pha ren ống tay á. Vậy đen pha ren ống tay kiểu gì nhỉ? À, cái đó em không bán chứ ơi. Cái đó là mẹ em tăng sinh nhật chị ạ. Lấy luôn à. Em định cuối tháng này em sẽ đi về bàn. Còn công ty thì em vẫn đủ doanh số rồi. Nhưng mà em bận tháng này em bận đi học ấy. Với là em đang bận 20 tháng 11 cho lớp. Nên là em không thể đi được. Lấy luôn hả? Xinh quá. Chốt luôn nhá. Chốt luôn nha. Tôi còn phải nào rẻ rẻ nữa không? Áo không rong em còn 3 cái này. Thôi bán nốt trả 120.000 luôn đi cho nhánh. Em còn 3 cái. Em còn 3 cái răng này nhá. Để chúng báo vào báo đi luôn cũng được. Lô đát về sợ không đủ này. Lô đát về được có 80 hộp thôi. Nhưng mà chỉ nửa cọc 100 hộp rồi. Chốt người nhá. Ôi ngồi người vẫn chốt được à. Vô đấy mất nhiều tiền quá. Gấp. Tiền làm được thì cứ tiêu đi chứ. Chốt người đắt lắm, còn mua được không em? Không mua đi. Người đắt lắm. Có chốt được không? Không rông này. 130. Áo chất chị, áo chất thún nhớ ơi, chất thún nha. Thất thún mà hàng Hoàng Châu chị ạ. Nó trúng chất mà, chất đẹp lắm. Không đẹp em không lấy tiền nhá.
khóc đẹ không đẹ không lấy tiền cả nhà nhá. Chất này có dạng thoải mái luôn, cái này là 65-60kg đô la mà rất là đẹp, cũng mặc vừa nhá, bầu bì bón chén thoải mái luôn. Đây mình xin vào cũng rất là đẹp, mình phối đồ này. Yêu hiu hiu. Em chỉ thích mỗi Sevin thôi. Vì em có eo nhỏ, ai thích bí quyết có eo nhỏ? Ai thích bí quyết eo nhỏ không? Em gần băng ngọc trinh luôn á, anh nói thật. Tóc còn nhiều quá. Tóc còn vừa ní mọc nhiều quá mọi người ạ. Mọi người lấy mẫu này thì mẫu chốt nhanh nhà em 130.000 nhà em nhá. Nhanh tay chốt cho em 120.000 ý nhá. Mọi người chốt nhanh nhà em nhá. Để em con chuyển mẫu em con cái này em còn 3 chiếc nên là mọi người chốt nhanh nhà em nào. Em chốt mẫu này à Quỳnh Phương. Ok chị. Em con 2 cả nữa thôi. Cái này là nhanh 60kg hay là 70kg đô la cũng mặc vừa luôn. Mẹ em còn mặc vừa mà. Đây. Mẹ em còn nói là để cho bổ cái này này. Ai chốt mẫu này được không ạ? Em con có đấy đủ đấy. Em con hai mẫu hai cái nữa thôi. Em con hai cái nữa thôi, mọi người chốt nhanh nhá. Mùa néo nhỏ thì chuyến tập với là chuyến ăn uống em á. Muốn khỏe đẹp thì hay tập thể thao. Đúng không? Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao thôi, chỉ đua thôi. Nhưng mà cộng với là ăn uống. Thể thao thì nó chỉ giữ được tầm khoảng 20, nó sẽ giảm được 20%. Còn tất cả tùy thuộc vào em ăn uống. Nếu như em muốn giảm ấy thì chị sẽ cho em suy 7 ngày để em tập. Nếu như mấy sướng á, với là cả chế độ ăn nữa, suy 7 ngày tập. Nhưng mỗi buổi sáng em phải dậy 5 giờ. Áo này em sale hơn 120.000 ạ. Đây xin công ký luôn. Mọi người ai gần nhà em thì có thể ghé qua nhà em xem đồ cũng được nhá. Mọi người ghé qua xem đồ cũng được nhá. Sáng mai em đi học không? Sáng mai em nghỉ chị ạ? Sáng mai em nghỉ nhá, chị ở đâu nhá? Cho cái đi cháu yếu. Chị cháu đi bán chứ chị đi xin. Phải ủng hộ chứ. Cái này 120.000 nhá. Em sẽ hôm nay áo len hôm nay em sẽ 120.000 hết cái nào đắt thì em sẽ bảo lại. Còn những cái nào để thì em để giá đẹp đẹp luôn. À cái này cũng có một cái này cũng có một cái đây này. 50.000 crop top đúng không? Crop top Tha Phương nhá. Crop top này 50.000 ạ. Mà chị quá chủ chơi đinh em đem chị đó rồi nhá. Ok chị, có chị tí này em sẽ inbox lại chủ thôi chị đó, chị gọi cho em nhá. 50.000 ạ. Hàng mới nhá. Ai lấy không chốt cho nhà em nhá. 50.000 ạ. Cháu bị đài gì ăn thịt nướng nhá. Dì chuẩn bị về à? Thoải mái đi ơi. Về đấy rồi cháu mời một bữa ăn thoải mái. Thịt nướng tẹt gà luôn. Tóc cứ bị như tóc con của ghét trời. 50.000 ạ. Mọi người chốt nhanh nhà em nhá. Cái này em có một cái màu vàng đấy nữa thôi. Em có một cái này nữa thôi nhá. Mà vừa giá là 50.000 thôi. Nên mọi người ái lấy cho mọi người chốt nhanh nhà em này.
đầu tóc như con cù luôn. Mai lên xe rồi ok gì? Khi nào mai lên xe, không biết bố mẹ khi mua về gì hay gì điền bố mẹ chưa? Lại lại đâu nỉ rồi à? Cháu đứa đi ăn, cháu đứa đi ăn quán luôn. Muốn ai lên bóng này không? 50k cho bạn nào thích nhá. Chắc đẹp mà. Mà gì về mình gì đâu. Gì về để cho bay cho kiếm tiền. Xin không? Xin không, xin không? Mẫu này bà mình không ai lấy à? Em không biết là mọi người lại mua cả gì luôn. Để em mặc luôn. Em có set đáp này xả 70.000 luôn này. À xả 80.000 nhé. 70.000 thì lố quá. À cái này có một đèn nữa không quên ơi. À, cái giá này có à, cái giá này có mũ đèn này, có mũ này. Dấu quần. Cái này là phóng dấu quần mọi người ạ. Cái này là phóng dấu quần nhá. Xinh cực kỳ. Yêu xinh đi. Giang phóng dấu quần ạ. 140.000. Hàng mới nha, hàng new nha, 140.000 các tình yêu ạ. Bầu bí bón chén thoải mái dưới 60 đô la mặc vừa nha. Ý ý, có mũ này. La la la. I thích không? Yêu mọi người nào tương tác cho em cái gì cả. Em 49 cân nhỉ. Em hôm nay con 49 cân nữa rồi. Rồi có bữa ăn đến có một tuần liên tiếp ấy. Có tuần trước đấy này em thật mới lên 52 cân. Nhưng mà mới chỉ trong 3 ngày là em bây giờ em xuống 49 cân rồi chị ạ. 49,5. Em cũng béo lắm. Em hay ăn uống thất tương nên em lên xuống liên tục luôn. Ai lấy màu này thì là mã 140 chốt nhánh nhà em đó. Chốt nhánh 140.000 cho em đó. Cái này chỉ có em chỉ bán trên live thôi mọi người nhá. Còn ở ngoài thì em vẫn bán giá là 170.000. Em chỉ bán trên lại là 140.000 thôi. Còn là dưới em bán ở ngoài mọi người đến ấy thì không được giá như thế này đâu. Nên là mọi người ở lại, mọi người sẵn lại. Mọi người sẵn lại thì mọi người giá thì rất là rẻ hơn đúng không? Khi nào mọi người sẵn lại em thì cũng rất là rẻ hơn nhiều là mua ở ngoài. À đi bổ mắt đúng không? Chốt nhánh cho em là 140.000 cho em nhá. Chào chị Tuyết nhá. Chào mọi người nhá. Hello, xin chào. Ai bản tính? À chị Tuyết bản tính mà chị Tuyết đồng hồ đâu cho em đi. Cái này xinh này chị Tuyết, người nhỏ nhỏ mặc đẹp mà. Chị Tuyết thích áo len không? Áo len em xả con 120.000 nữa này. Ở đây em xả 120.000 nhắn tay cho em đấy. Đẹp mà đẹp thì ủng hộ em đi. 120.000
Có quân thể thao, có một quân màu hồng nữa chị ạ. À? Em quân này bữa em mua là 100 mấy ạ. À? Nhưng mà em để lại trước là để 60.000 nhân tiền tại em không mặc. Mà em cũng chưa mặc lần nào hết. Em cũng chưa mặc lần nào hết. Đi nữa đấy. Mà chị lỡ hốt trước đó mấy bữa. Mà chị lơ cả gì, chị lơ mua ở chỗ khác á. Yêu, chị tuyệt tề. Chị tuyệt tề là đó. Ở mua đó chị. Để ngày mai em xem lại đi. Hoặc là chị vô nhà chị em xem ý. Nhiều đồ lắm. Áo nì. Khoái thích áo nì không? Khoái thích áo nì không ta? Hay là mãi chụp cho mọi người xem cả hay? Mà em đi chụp mẫu này. Mùa lần những thể này là hàng bị lùn xùn hết. Không thể kiếm được những cái màu đẹp luôn. Đau lòng vãi luôn. Áo này là 120.000 luôn. Ai thích mẫu gì không nhở? Mọi người phải comment cho em biết đi. Thế chào anh Phúc nha. Chào anh Phúc nha. Lâu ngày của anh ơi. Vậy đấy. Vậy em vậy đấy này đang mắc là 140.000 chị nhá. Hôm bữa em bán là 180 hay là 170 gì đó, nhưng mà em bán bây giờ em bán có 140.000 thôi nhá. Ai là chốt nha anh em nhá. Anh Hùng đung đung bán. Kể đi là hôm bữa ngoài chị đã bán shop rồi gửi về cho em bán thêm gì ạ. Có áo len ôm sát màu trắng không em? Áo len ôm sát thôi chị. Áo len ôm sát thì cũng có, nhưng mà em có cái áo dạng như này cũng dàng dàng dùng lén, nhưng mà mọi người áo thì không chốt. Mẫu mẫu này là 60.000 này. Cái này là dàng ốm sát nhá. Dàng ốm sát chị ạ, 60.000. Dàng lén ốm sát thì không có mấy đâu chị ạ. Tại vì áo lén nó thường thường nên nếu mua ốm sát là không có đẹp. Có dáng này ốm sát 60.000 gì này. Em màu trắng, cái này con Gucci nhá. Em con màu hồng với lại là màu xanh. Có kiểu khác á. Có áo Adidas chị ạ. Adidas nhưng mà không giấu quân lắm đâu. 60.000 này. Em con màu hồng với lại màu xanh nha. Em con màu hồng với màu xanh nhá. Màu hồng bắt đầu lên ạ. Quân thể thao đấy chị này. Quân thể thao đấy chị này. Em vừa mới mua đó. Em thảo 60.000 nữa thôi. Áo màu xanh này. Còn màu trắng này nhá. 60.000 á. Lấy thì chốt là Gucci. Hoặc là mọi người chốt cho 60 cái là em biết. Để em để cho mọi người. À chốt áo này không? Có kiểu Adidas chị ạ. Lôn trôn này nơi nắng mà như này là thì là nung lôn trôn thôi. Khi này em nhổ cái này em để ra là không lôn trôn lắm á. Đằng bây giờ này lôn trôn thì phải ngay nhở. Tại vì nha em không có móc kéo lắm ấy. Nên em để lôn trôn lắm rồi nha. Mọi người ái thích thì mọi người để nhà em mua ra nhá. À đây. Ok, Harry River nha, đấy luôn. 140.000. Báo cũng đầy nấu hết rồi. Nói chung là tình em như còn lật đa lật đật á. Ai lấy áo này, ai lấy áo đang trong em đang ngơi mặc thì
mọi người chốt nhanh, chốt cho em là... Mọi người chốt cho em là 60.000 nhá. Mọi người chốt cho em là 60.000 nhá. Áo này em xả con à. Có một áo đắt này. Ok chị. Có màu hồng với là màu xanh mấy ơi. Cái này có màu hồng với màu xanh thôi, 60k nhá. Có tình yêu nhá. Màu trắng thì đẹp nhất rồi, còn màu xanh. Màu xanh với lại là màu hồng thôi. Màu hồng đấy. Giá mi trắng mặc màu chi cũng đẹp mà. Với lại màu xanh thì đấy. Ai lấy màu nào thì chốt đấy cho em nhá. Ai lấy màu nào thì chốt nhanh nhà em đâu. Chốt nhanh liền tay đó, 60.000 nhá. Cái này tầm 60 đô la cũng mặc vừa tại vì dạng có gian á. Loài có gian. Dấu quân anh chị. Ok rồi, ok rồi, bỏ cho Harry Van đi nhá. Áo nỉ này xinh này. Chất đẹp, chất tràn giá cả. Chất nỉ giá cả. Cũng biết là có phải là đọc như được không. Hàng này phải gọi là quả đẹp. Bình thường người ta bán bà đặt vào cái gì. Đấy thật. Chất nỉ ngoài xốp này. Hôm chiều em đi học về quán chi đồng chi sáng á, chi đi công việc à. Đây. Có túi nhá. Chất này để em nói thật. Hôm bữa em hỏi là ngoài quán là 300.000. Nhưng mà em lấy được giá đẹp thì để lại cho mọi người 170.000 thôi. Chất đẹp. Chất này là chất đẹp cũng phải là xấu thì trả lại tiền nhá. Xấu thì cho mọi người trả lại tiền. Chào chị Nguyệt. Và ủng hộ em ít đô này. Xin không? Áo này là 150.000. À lấy thì chốt nhá anh em nhá. Ông chị mày. Ok, mai rảnh em ra nhá. Mai ra em cho thử cái mũ đi. Khi em tắm trắng em thấy rất đẹp lại. Em quên. Ngoài ai lấy màu này không thì chốt nhanh em là 170.000 nhá. 170.000 thôi. Đẹp mà. Xinh rồi đúng không? Màu này em nói thật đúng thật mà. Một trăm bảy mươi à, chốt nhanh nhà em không ạ? Hàng này em kiểu như em thế là em không ở dưới bán đồ ấy. Thấy mọi người chốt sướng đấy. Mà em bán đồ rẻ mà mọi người không mua đấy. Yêu. Đơ thật làm bất công. Áo len này có cổ này, áo len này có cổ. Áo len có cổ này là 120.000. À 130.000 nhé. Ơi cái này có cúc không ơi. Trắm mà khó lọt đâu đi. Yêu. Thôi mặc áo ni cho xem này. Yêu đâu lồn xồn hết. Bữa nào bay ra đó. Bữa đỏ lồn xồn hết. Áo ni này 150 xéo 120 ạ. Đau lồn hết. Đau 120. Chất nỉ đẹp lắm. Chất nỉ ấm lắm. Mặc phát sột luôn. Mặc phát sột luôn thế đó. Một trăm năm mươi nghìn áo nhá. 120.000 ở đây là ghi 120. 150.000 nhưng em bán ở đấy ghi 150.000 nhưng mà em bán có 120 thôi. Tại vì hàng này là hàng shop mà chị gửi về bán nhà em. Chị gửi về bán nhà chị gửi về cho em bán mà. 120.000 ạ. Ai lấy thì chốt nhanh nhá, nỉ này. Áo này là áo nỉ nhá.
đất cờ tống có chất bóng này. Không có quân bói, em không có quân gì ạ. Mi coi ăn ở á. Tao ăn ở tốt rồi, bán được hàng mà mỹ phẩm nó chúng là cứ liên miên. Ai muốn giả đẹp như em thì cứ inbox em nhá. Trời ơi, giả đẹp quá, sơ như giả em bé. Chứ gì đấy người mi. Mi đang ở ngoài chị Thủy à, nó chị Thủy chị giả người kém về chứ để tao ra lấy mất. Không tao bị chửi sập mặt luôn. Quân em không có quân lắm đâu chị ạ. Tại vì hàng này lại hàng mua đống ấy. Em chủ yếu là em bán áo len này, áo nỉ này, với là áo khoác thôi. Nhưng mà có đã có chứ để ra chứ. Có rồi không? Để ra. Lấy luôn. Mọi người ai thích hàng gì kiểu gì không? Thì nói cho em biết đi. Mọi người cứ im lặng như thế làm sao em biết được. Áo khoác 140.000 này. Bán đồ cho tao rẻ thôi á. Vô đây này. Mi vô đồng nha, tao xem một. 140.000. Mẫu này còn một chiếc cuối cùng thôi. Đẹp. Chà, thử đâu đi. Có khoác kìa. Có khoác gì này, có ba cái này này, đẹp lắm. Tớ nha, để cháu xem nha. Này, chốt nhanh 140.000 cho em đấy. Em có một cái này. 140.000, chốt nhanh 140.000 cho em đấy. Thủy lấy nick comment đó. Chị Thủy nhá. Có quân giá, em có vài giá thôi chị ạ. Quân giá bữa em bán ấy. Em có một quân giá màu hoa. Bố trời. Quân giá một đồ đội. Áo này 140.000. Ai lấy thì chốt nhanh nha em này. Chán, tóc đồi tóc khiếp kinh khủng luôn ấy. 140.000 này. Ai lấy cái này không? 140.000 mọi người chốt nhanh nha em nhá. Còn cái này 120 gì ạ? Mặc lên đẹp lắm chứ, em thê luôn. Chị xem lại cái lại lần trước của em ấy. Mặc rất là đẹp luôn. Chị lục lại cái lại trước của em. Cũng bản đồ này em mới thử lấy nữa đấy. Quân bộ đồ nhá, 120.000 ạ. Ai lấy áo này không? 140.000 này. Để em thử lại. Để em thử lại một mẫu áo vô đồ này. Áo khi nãy có kiểu khác không? Không. Có ba kiểu thôi ạ. Áo mà áo nhúng nữa. Áo kiểu nhúng nữa. Thủy, trong Facebook tao có 4 kiểu đấy. Áo này là áo chất dây này. Áo này là áo chất đẹp nhưng mà không dây. Ba áo xanh này. Có con mèo sáu này. Hai cái này là 150.000 cả. Cái này có set này. Có màu xanh. Có màu bộ đôi với là màu xanh thì thôi em ơi. Hết màu đẹp rồi. Hình như là hết màu đẹp rồi thì vậy. Không có màu đẹp lắm. Ê, em còn hai cái này thôi. Em để lại 150.000 nhánh này. Thật luôn, nhánh lời cho em. Lời để em chốt nhanh này. Thực sự thì cái này rất đẹp này. Hàng này là hàng thiếu nhá. Hàng này là hàng thiếu không phải là hàng ép logo đó ạ. Cái hàng đằng sau này cũng là hàng thiếu luôn nhá. Hàng thiếu nếu mà mọi người biết ở đằng ngoài người ta bán bao nhiêu không? 28. Đây. Chốt nhánh là áo khoác màu xanh than hoặc là màu xanh than hoặc là màu xanh lá cây cho em nhá. Cái là có xét kiểu đấy đây. Đẹp này. Con cái đấy là có con mèo đằng sau. Cái này không có con mèo. Em thấy có con mèo.
À, lấy cái chốt nhanh 150.000 cho em đó, để em còn đi công việc nữa. Để em còn đi lấy hàng nữa. Chủ yếu là em bán mỹ phẩm thôi, quần áo em bán chơi chơi cho vui thôi mọi người ạ. Bán chơi chơi cho vui nên là mọi người trả giá để em bán giá mua em bán. Đúng rồi. Giá thì bán là rẻ thôi. 150. Phương lấy áo này mặc đẹp em đấy. Nói cho Mỹ lấy áo này mặc đẹp Phương đấy. Có 150.000 thế nhá. Mỹ có này chứ ấy. 150.000 mà Mỹ giá cũng trắng nữa nên là đẹp. Alo đi, chốt nhanh nhà em để em con đi công việc một tí nào mọi người ơi. Nhanh nào em. Lười lái thế nhở. Thôi em đi lấy hàng đấy. Em không lái với mọi người nữa mất. Chán. Chắc là trả đồ đấy. Là mọi người nhá. Nóng. À, Linh lấy áo này đẹp Linh đấy. 150.000 này mà. Mỹ mặc vừa đó. Có ai tấm sự mỏng không? Có ai thích giá đẹp không? Có ai thích giá đẹp như em không? Có ai thích giá trắng như em không? Có ai thích người đẹp, éo đẹp như em không? Người không đẹp á, nhưng mà nhìn cái éo thì đẹp. Ba người nhá. Em đi có việc một tí, đồ đang bưới lồn xồn hết cả rã.